Đạt được kỷ lục Guinness Thế giới có vẻ như là một thành tựu dành cho các chuyên gia được đào tạo tốt. Nhưng bạn có biết rằng một số kỷ lục không cần bất kỳ kỹ năng hay sự đào tạo nào không? Vâng, dưới đây là một số kỷ lục kỳ lạ nhưng sáng tạo mà con người đã phá vỡ. Tháng 1 năm 2019, một bức ảnh về quả trứng đã gây sốt trên mạng Internet và phá kỷ lục thế giới dành cho bức ảnh được yêu thích nhất mọi thời đại. Đến nay, nó đã đạt được 54,2 triệu lượt thích. Tháng 2 năm 2014, Marty Jobson và Hugh Hunt đã phá kỷ lục thế giới khi cho chiếc lò xo cầu vồng Slinky nhảy xuống bậc thang. Kỷ lục đạt được là 30 bậc. Kỷ lục này sẽ làm bạn cực kỳ ấn tượng đây. Tháng 1 năm 2019, David Rush đã phá kỷ lục thế giới khi anh lột được 70 chiếc vớ chỉ trong 1 phút. Anh lột vớ từ chân của những người đang ngồi xếp hàng, trong khi anh đang bị bịt mắt. Tháng 4 năm 2014, Kazuhiro ở Nhật Bản đã phá vỡ kỷ lục thế giới cho kiểu tóc Mohawk cao nhất. Nó cao đến 1,23 mét. Tháng 10 năm 2013, David Babcock phá kỷ lục vì đã đan được chiếc khăn quàng cổ dài nhất trong khi đang chạy marathon. Anh ấy đã chạy trong 5 giờ 48 phút và chiếc khăn của anh dài 370,2 cm. Tháng 12 năm 2019, Alvaro đã phá kỷ lục khi buộc được 19 sợi dây giày trong 1 phút khi đang bị bịt mắt. Tháng 1 năm 2010, Jennifer Jacobs đã phá kỷ lục về có nhiều kẹp tóc trên đầu nhất. Nếu bạn muốn biết thì có tất cả 201 chiếc kẹp. Tháng 11 năm 2012, Steve Jacobs đã phá kỷ lục khi mặc được số quần lót nhiều nhất. Anh mặc tổng cộng 266 chiếc quần lót. Tôi phải đi thôi. Tháng 6 năm 2019, chúng ta có kỷ lục về số người mặc váy cô dâu nhiều nhất. Tổng cộng có 1.347 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 92 mặc váy cưới tham gia sự kiện này. Tháng 1 năm 2013, một chàng trai có tên là Oleksiy đến từ Ukraine đã để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với tuyết trong khoảng thời gian lâu nhất. Anh ta đã ngồi trong tuyết được 60 phút và 8 giây. Một cặp vợ chồng hạnh phúc đến từ Mỹ không thích kết hôn, đến mức họ đã phá kỷ lục thế giới. Ông bà đã đính hôn 67 năm cho đến khi họ chính thức kết hôn vào tháng 6 năm 1969, khi ông bà đã 82 tuổi. Chuyện này xứng đáng một tràng pháo tay đấy chứ, nhân tiện thì. Một nghệ sĩ trình diễn tên là Dustin Nelson đã nghĩ ra một ý tưởng vào tháng 6 năm 2014. Anh ấy vỗ tay và làm gãy cổ tay của mình. Ồ không, anh đã phá kỷ lục với tràng pháo tay kéo dài 2 giờ 32 giây. Tháng 12 lạnh giá năm 2016, Todd Simpson đã đắp một người tuyết và phá vỡ kỷ lục bằng việc này. Ông đã tạo ra người tuyết nhỏ nhất, nó chỉ cao 3 micromet. Tháng 9 năm 2013, một nhóm người đã phá kỷ lục thế giới về số lượng tôm hùm được luộc cùng lúc trong cùng một nồi nhiều nhất. Đó là 950 con. Đồng thời, ngày hôm đó họ cũng phá vỡ kỷ lục về số lượng tôm hùm được phục vụ nhiều nhất trong 8 giờ. Đó là 9.060 con. Tháng 6 năm 2013, hai chị em Julia và Stephanie đã phá kỷ lục về số lượng ống lô trên đầu nhiều nhất trong 1 phút khi đang đi tàu lượn siêu tốc. Con số là 17. Và họ không phải là những người duy nhất làm việc này đâu. Một năm trước đó, một người đi chơi công viên giải trí tên là Art Jong đã phá kỷ lục khi đọc được tên của nhiều thủ đô nhất trong vòng 1 phút khi đang chơi tàu lượn siêu tốc. Đó là 27 thủ đô. Trong khi đó, vào tháng 3 năm 2011, một anh chàng khác tên là Robert đã phá kỷ lục khi đứng yên và đọc tên của 50 thủ đô trong vòng 1 phút. Tháng 3 năm 2018, nhân viên của một công ty đã trả lời các khiếu nại về một trò chơi trên Reddit. Câu trả lời khiến độc giả vô cùng tức giận, đến nỗi nó phá kỷ lục thế giới về bình luận bị đánh giá thấp nhất từ trước tới nay. Nó nhận được tổng cộng 683.000 lượt đánh giá không tốt. Tôi có một ý tưởng này. Hãy phá kỷ lục thế giới về video trên YouTube có nhiều bình luận nhất thế giới nhé. Chúng ta có thể có 1 triệu bình luận trong vòng 24 giờ được không? Cho tôi thấy sức mạnh của các bạn đi nào. Tháng 6 năm 2004, Michael Carmichael đã phá kỷ lục về quả bóng có nhiều lớp sơn nhất. Ông và vợ bắt đầu thực hiện ý tưởng này vào năm 1977 và kể từ đó họ đã sơn được 17.994 lớp sơn. Họ đã phủ 2 lớp sơn mỗi ngày trong 27 năm và vâng, họ có một quả bóng. Tháng 3 năm 2017, Kalai Selvan đã bị trật khớp và phá kỷ lục thế giới. Anh đã bị trật 32 khớp cùng một lúc. Đừng thử làm điều này ở nhà nhé. Tháng 3 năm 2019, Joel Strasser đã phá kỷ lục khi nhét 312 ống hút vào bộ râu của mình. Cùng năm đó trong dịp lễ Giáng sinh,
ông đã phá một kỷ lục khác khi treo 302 quả trâu lên bộ râu. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là vào tháng 7 năm 2018, khi ông cắm được 3.500 chiếc tăm xỉa răng, một lần nữa cũng vào bộ râu của mình. Tháng 8 năm 2018, một chàng trai tên Karate đã ngậm 692 ống hút vào miệng và anh đã phá kỷ lục. Nói về việc gắn thứ gì đó lên người thì vào tháng 9 năm 2013, một anh chàng có tên là Dalibor đã phá kỷ lục khi cân bằng 31 chiếc thìa trên mặt. Tháng 2 năm 2018, một anh chàng có tên là Dinesh đã phá kỷ lục khi nhét 94 quả nho không hạt vào miệng. Và anh ta không phải là người duy nhất làm việc này. Tháng 6 năm 2019, David Rush đã nhét được 124 quả việt quất vào miệng. Tháng 2 năm 2019, một chàng trai có tên là Morteza đã phá kỷ lục khi nhớ được nhiều ngày sinh nhật nhất. Việc này kéo dài 20 phút và anh ta đọc được 22 ngày sinh nhật theo thứ tự. Tháng 5 năm 2019, Prakash đến từ Ấn Độ đã phá kỷ lục về số lần nhảy khởi động jumping jack nhiều nhất trong một giờ. Anh đã nhảy được tổng cộng 3.183 lần. Bây giờ, tôi muốn thấy anh ấy cạnh tranh với Pat Bido, người đã phá kỷ lục vào tháng 11 năm 2017 khi thực hiện được 4.708 lần squat trong một giờ. Có nghĩa là 78,5 lần squat mỗi phút. Nghệ thuật dán nhãn lên đồ vật bắt đầu thu hút sự chú ý đến mức đã có những kỷ lục được phá vỡ. Vào tháng 6 năm 2019, Alberto và Sara đến từ Ý đã phá kỷ lục khi dán 1.333 nhãn dán lên một chiếc xe đạp. Tháng 9 năm 2014, một nhóm 6 người đã phá vỡ kỷ lục khi dán 14.637 nhãn dán lên một chiếc ô tô. Tháng 7 năm 2017, một tổ chức đã phá kỷ lục thế giới về số lượng nhãn dán được dán lên một chiếc xe buýt. Có tổng cộng 29.083 nhãn dán. Hầu hết các nhãn dán đều do các nhà sưu tập gửi đến. Tháng 6 năm 2012, Bridges Mellon đã phá kỷ lục về khả năng ghi nhớ được nhiều đồ vật ngẫu nhiên nhất. Anh nhớ được 420 đồ vật đúng theo thứ tự mà chúng được đọc cho anh. Tháng 9 năm 2019, Rocco Mercurio đã phá kỷ lục khi cân bằng được 1.700 chiếc ly trên trán. Anh ấy cũng là một người phá kỷ lục hàng loạt. Vào tháng 3 năm 2019, anh đã nhận được danh hiệu cho người quay được nhiều chiếc fidget spinner cùng một lúc. Anh đã quay được 15 chiếc. Tháng 1 năm 2019, James Rawlings đã phá kỷ lục khi cân bằng được 11 chiếc ghế trên cằm. Vài tháng sau, anh ta phá một kỷ lục khác khi cân bằng một máy cắt cỏ trên cằm trong thời gian lâu nhất. Đó là 13 phút và 7 giây. Không có thông tin về việc liệu máy cắt cỏ có đang hoạt động vào lúc đó hay không. Tháng 2 năm 2018, Ellie Bishop đã phá vỡ kỷ lục với 1.103 lần vỗ tay chỉ trong một phút. Tháng 6 năm 2019, một nhóm người ở Nhật Bản muốn tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ hơn trong cộng đồng của họ. Vì vậy, họ đã phá kỷ lục khi sử dụng thìa truyền một quả trứng qua 394 người. Tháng 5 năm 2018, Ollie và Harry Ferguson đã phá vỡ kỷ lục thế giới cho con tàu đồ chơi đi du lịch nhiều nhất. Con tàu nhỏ của họ đi được tổng cộng 6.072 km. Quãng đường đó dài gần bằng sông Amazon. Vào một khoảng thời gian nào đó trong năm 1994, gia đình Sonat ở Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục thế giới về số lượng tiến sĩ nhiều nhất trong cùng một gia đình. Gia đình họ có tổng cộng 7 tiến sĩ. Tháng 7 năm 2011, Kinesh Rishi đã phá kỷ lục vì có nhiều hình xăm lá cờ nhất trên cơ thể. Anh ấy chỉ mất 2 năm để có được 366 hình xăm lá cờ. Tháng 9 năm 2017, John Fitch Simpson đã phá kỷ lục về số lượng trang phục được thay nhiều nhất trong 8 giờ. Suốt thời gian đó, anh ta thay 178 bộ trang phục trong 7 giờ 25 phút. Tháng 10 năm 2013, Eric Limbeck đã phá kỷ lục thế giới khi giải mã nhiều khối Rubik nhất trong 24 giờ. Anh đã làm việc này không ngừng nghỉ và giải được 5.800 khối. Anh ta mất 15 giây để giải một khối Rubik. Tôi hoang mang quá. Tháng 12 năm 2017, Moon Shu đến từ Trung Quốc đã phá kỷ lục về khả năng nhớ được nhiều lá bài nhất theo thứ tự chỉ trong 1 giờ. Cô nhớ được 1.924 lá bài, tương đương 37 bộ bài. Cùng thời điểm đó, cặp song sinh Moon Shu đã phá kỷ lục khi nhớ được 5.445 chữ số nhị phân chỉ trong 30 phút. Tháng 7 năm 2018, Anupam đến từ Ấn Độ đã phá kỷ lục vì tạo ra chuỗi kẹp giấy dài nhất. Anh ta đã nối 70.000 chiếc kẹp giấy đạt chiều dài 554,5 mét.
này, tôi không phải tự khen mình đâu, nhưng hôm nay tôi đã tự lập ra một kỷ lục cho chính mình đấy. Đó là số ngày thở liên tục nhiều nhất, không bỏ sót ngày nào. Tôi rất tự hào và tôi dự định sẽ phá kỷ lục này vào ngày mai. Chúc tôi may mắn đi nào. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Ngoài ra có một số video thú vị khác mà tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và luôn đồng hành với Soi Sáng nhé.